Chương trình bắt đầu mở bán từ sáng ngày hôm qua trên đường Tô Vĩnh Diện và Ngô Quyền, thành phố Nha Trang, được đông đảo người dân thành phố hưởng ứng cùng chung tay. Theo đó, giá bưởi loại 1 21.000 đồng một ký, loại 2 18.000 đồng một ký và loại 3 15.000 đồng một ký. Được biết, toàn huyện Khánh Vĩnh có 600 hectare trồng bưởi da xanh với sản lượng hàng năm khoảng 1.400 tấn, trong đó có khoảng 200 hectare đang cho thu hoạch.